Hàn Quốc quyết tâm không bỏ qua cho Du Kae-kwon và các cộng sự, trong khi tung tích của vị CEO vẫn là một dấu chấm hỏi. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, cộng đồng đang hy vọng một tương lai tươi sáng hơn của crypto khi CFTC chống lại lập trường của SEC tuyên bố Ethereum là hàng hóa. Sự thất thế của SEC vô tình giúp XRP hưởng lợi, đồng coin này tăng vọt 11% trong 24 giờ qua. Một cập nhật quan trọng liên quan đến MetaMask, ví Web3 phổ biến này hiện đã ra mắt trình theo dõi, danh mục đầu tư giúp người dùng dễ dàng quản lý tài sản. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Quốc hội Hàn Quốc đã triệu tập người đồng sáng lập của Terraform Lab, ông Shin Hwin-sun, còn được gọi là Daniel Shin, để điều trần trong cuộc kiểm toán quốc hội sắp tới của Ủy ban Dịch vụ Tài chính vào ngày 6 tháng 10 tới. Mặc dù Shin đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với người đồng sáng lập Terraform Lab và giám đốc điều hành Du Kae-kwon vào năm 2020 để thành lập công ty thanh toán Fintech Jacob, tuy nhiên các báo cáo truyền thông địa phương đã cáo buộc rằng công ty riêng của Shin đã sử dụng tiền gửi của khách hàng để giúp đỡ Terraform. Vào tháng 7 năm nay, tư dinh của Shin cũng là một trong những nơi bị các công tố viên Hàn Quốc điều tra vụ sập Terra Luna đột kích. Hiện Hàn Quốc vẫn chưa xác định được vị trí của Kae-kwon, mặc dù đã ban hành lệnh truy nã đối với Kae-kwon và các cộng sự của anh ta. Vào ngày 14 tháng 9, các nhà chức trách cũng đã tìm cách vô hiệu hộ chiếu của họ và yêu cầu tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế hoặc Interpol đưa ra truy nã đó. Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã nhắc lại rằng, cơ quan này vẫn coi Ethereum như một loại hàng hóa, ngay cả sau khi chuyển đổi bằng chứng cổ phần. Điều này như phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc trước đó của SEC về việc Ethereum đang cung cấp chứng khoán chưa qua đăng ký. Chủ tịch CFTC Rustin Benham vào hôm thứ Tư cho biết, CFTC từ lâu đã coi Ethereum là một loại hàng hóa. Định nghĩa về hàng hóa rất rộng, cơ quan vẫn tiếp tục quan điểm rằng Ethereum là một loại hàng hóa ngay cả khi có bằng chứng cổ phần. Chủ tịch CFTC cũng đã yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ cấp quyền giám sát thị trường tiền mặt để CFTC có thể điều chỉnh Bitcoin, Ethereum và các loại tiền kỹ thuật số khác như hàng hóa. Tuyên bố này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến cuộc chiến giữa SEC và Ripple bởi SEC tin rằng tất cả các altcoin đều là mã thông báo chứng khoán. Nhà đầu tư tỷ phú Stanley Drucker Miller với giá trị tài khoản ròng hơn 6,4 tỷ đô la đã thảo luận về nền kinh tế Mỹ và tiền điện tử trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị CNBC Delivering Alpha hôm thứ Tư. Ông chỉ biết tiền điện tử có một vai trò lớn trong thời kỳ phục hưng bởi vì mọi người sẽ không tin tưởng vào các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, ông tiết lộ rằng hiện ông không sở hữu bất kỳ Bitcoin hay các loại tiền điện tử nào khác, nhưng điều đó có thể diễn ra trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với Bloomberg hôm thứ Tư, giám đốc điều hành văn phòng gia đình Duquesne tuyên bố rằng các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã đặt bản thân, đất nước và quan trọng nhất là người dân vào một vị trí tồi tệ. Ông cảnh báo rằng lạm phát là một kẻ giết người và lưu ý rằng năm 2023 mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Theo các báo cáo từ Cambridge Center for Alternative Finance, trung tâm tài chính thay thế Cambridge, nhu cầu và mức tiêu thụ điện của Bitcoin sụt giảm. Điều này cũng dẫn đến giảm lượng phát hành và giá Bitcoin điều chỉnh được coi là nguyên nhân chính. Theo blockchain.com, độ khó mạng tăng trong những năm qua và ở mức 32,045 terahash. Điều này có nghĩa là lượng thời gian và công suất máy tính cần thiết để thêm một block vào mạng tăng lên. Tổng hash rate cũng hướng lên theo thời gian và hiện ở mức 227,341 triệu terahash mỗi giây. Tuy nhiên, gia tăng độ khó mạng và hash rate không dẫn đến tăng doanh thu của thợ đào. Ngoài việc phần thưởng của thợ đào thấp hơn do halving Bitcoin trong những năm qua, giá Bitcoin lao dốc cũng là một nguyên nhân cốt yếu. Tuy nhiên, doanh thu giảm và hash rate ngày càng cao khiến hoạt động khai thác Bitcoin trở nên kém lợi nhuận và được thay thế các dàn khai thác cũ bằng các dàn tiết kiệm năng lượng, làm giảm mức tiêu thụ và lượng phát hành. Vào thứ Năm, tại sự kiện Convert 22 ở San Francisco, Circle, nhà phát hành Stablecoin, đã công bố việc mua lại công ty điều phối thanh toán Elements. Circle giải thích rằng, việc mua lại bao gồm các kế hoạch để nhanh chóng mở rộng các dịch vụ thanh toán. Công ty cho biết, dịch vụ mới sẽ giúp người bán dễ dàng tích hợp các mối quan hệ PSP hiện có của họ với các dịch vụ thanh toán tiền điện tử của Circle. Tin tức này theo sau giá trị vốn hóa thị trường của đồng stablecoin USD giảm 6,7 tỷ đô la trong 83 ngày. Hơn nữa, cả Binance và Wazers gần đây đã tự động chuyển đổi tài sản nắm giữ USDC của khách hàng thành tài sản stablecoin BUSD.
Sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới Bitget đã phát động chiến dịch miễn phí giao dịch cho tất cả các cặp giao dịch giao ngay trên nền tảng của Bitget. Sự kiện này nhằm đối phó với sự lao dốc của thị trường hiện tại, tri ân những khách hàng trung thành và khuyến khích những nhà giao dịch mới tham gia thị trường. Từ tháng 9 năm 2022, người dùng Bitget đã bắt đầu có thể trao đổi tiền mã hóa mà không mất thêm chi phí cho mỗi giao dịch. Chiến dịch đã ra mắt vào tháng 9 với rất nhiều quyền lợi đặc biệt cho người dùng khi tham gia giao dịch spot, bao gồm giảm giá 50% khi mua một số đồng coin phổ biến, airdrop và pool phần thưởng 1 triệu BGB token. Những người giao dịch spot chỉ cần đơn giản nắm giữ, mua bán hoặc gửi tiết kiệm để được tham gia chương trình và hưởng những ưu đãi kể trên. Bên cạnh đó, Bitget gần đây cũng đã ra mắt thêm các chương trình khác cho những người tham gia. Gracie Chen, giám đốc điều hành của Bitget, khẳng định sự phát triển vượt bậc của tiền mã hóa đã thu hút được lượng lớn sự quan tâm của công chúng. Các đồng coin như Bitcoin hay Ethereum đã và đang được nhìn nhận có tiềm năng khổng lồ. Đầu tư vào tiền kỹ thuật số có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư, gia tăng tỷ suất lợi nhuận để đương đầu với tình trạng bùng nổ lạm phát hiện tại. Cho dù thị trường có biên độ biến động lớn và rủi ro cao, hứng thú của các nhà đầu tư dành cho tiền mã hóa vẫn rất cao. Việc loại bỏ những chi phí không cần thiết và đưa ra nhiều quyền lợi hấp dẫn sẽ có lợi cho cả những nhà đầu tư lâu năm và cả những người mới, giúp họ có định hướng tốt trong mùa đông crypto này, Gracie cho biết. Thị trường tiền điện tử dường như đang tăng nhiệt trở lại vì hầu hết các tài sản đều quay trở lại giao dịch trong vùng xanh, bao gồm cả XRP, mã thông báo gốc của Ripple. Cụ thể, hoạt động xã hội trong 3 tháng của XRP đang gia tăng, ghi nhận 1,95 tỷ lượt tương tác xã hội từ 9.424 người đóng góp trên mạng xã hội tính đến ngày 29 tháng 9 năm 2022, theo dữ liệu và biểu đồ được đăng bởi nền tảng trí tuệ xã hội tiền điện tử và thị trường chứng khoán Luna Crush. Đồng thời, giá XRP cũng đã ghi nhận mức tăng đáng kể, tăng gần 59% trong 3 tháng tính đến ngày 30 tháng 9. Vào chiều nay, giá đồng tiền này vẫn tiếp tục tăng 11% và giao dịch tại 0,488 đô la. Một trong những lý do khiến giá XRP tăng vọt trong hôm nay có thể là do những tin tức tích cực nghiêng về phía Ripple trong vụ kiện với SEC khi thẩm phán Annalisa Torres yêu cầu SEC chuyển giao các tài liệu của Hinman trong vụ án. Hiện cả hai bên đã yêu cầu một bản án tóm tắt trong vụ việc. Điều này sẽ cho phép họ bỏ qua giai đoạn xét xử và cho phép thẩm phán đưa ra phán quyết. So sánh dự kiện lịch sử cho thấy, các cập nhật của tòa án về trường hợp này có tác động đáng kể đến giá XRP cũng như khối lượng của nó. Vào ngày 28 tháng 9, nhà phát triển cổ phiếu Web3 phổ biến MetaMask đã thông báo rằng họ sẽ tung ra trình xem danh mục đầu tư beta để người dùng tổng hợp tài sản của họ trên nhiều tài khoản và mạng. Tia app mới sẽ có sẵn cho tiện ích mở rộng trình duyệt MetaMask và người dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động. Danh mục đầu tư cho phép người dùng kết nối và giám sát các tài khoản và ví khác, chẳng hạn như ví lạnh, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu nó có liên kết với các ví được lưu trữ trên các sàn giao dịch tập trung như Binance hay không. Hiện nền tảng mới này đã có sẵn trên mạng Ethereum Name Service và sẽ kết nối với các mạng khác như Ethereum, Optimism, BNB Smart Chain, Polygon, Phantom, Arbitrum và Avalanche trong thời gian tới. Công ty giải pháp phần mềm Ethereum nói thêm rằng, sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng về DApp danh mục đầu tư. Nó sẽ cạnh tranh với các dịch vụ tương tự từ FTX. Công ty đã mua lại ứng dụng danh mục đầu tư tiền điện tử Blockfolio phổ biến vào năm 2020. Thị trường tiền điện tử hôm nay vẫn tiếp tục phục hồi nhẹ. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ chiều nay đang ở mức 985 tỷ đô la, tăng 0,6% trong vòng 24 giờ qua. Tiền điện tử hàng đầu Bitcoin đang ở mức 19.510 đô la, tăng 0,4%. Ethereum đang ở mức 1.341 đô la, phục hồi 0,5%. Binance Coin giao dịch tại 286 đô la. CryptoLitVN xin cảm ơn CRVN Capital và quý khán thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin lần sau.